Ở đây là khu vực của bà con Tây Ninh, có thay đổi không chú? Thua năm trước gì đó. Thua hả? Thua là giá thấp luôn hả chú? Giá thì nó dạ, vậy là cái lượng mình của người tiêu thụ ít lại. Hàng đi cũng chậm rồi, đi cái hàng khách du lịch cũng đi cũng chậm. Ờ, khách du lịch. Khách du lịch, khách đi ít, giảm nhiều thôi. Ghi giá lại. Ghi giá lại rồi cho người thân đi mua hả? À, chị mua đi bán lại hả? À, chị ở đâu? Ở Vĩnh Long qua ha. Con gì? Con gì? Chị bán ở chợ hay? Con gì? Con gì? Hello, con Thỏ phải không? Ừ, chào chú đi, con gì? Con gì vậy? Gia đình mấy đâu? Ở đâu anh? Gia đình Sài Gòn. Sài Gòn ha. Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn. Ồ. Chưa chị mới đẩy qua đây hả? Năm nào cũng bán hả chị? Năm nay mình thấy tới thời điểm này là lượng khách thấy sao rồi chị so với năm ngoái? Ít hơn nha, do cái có con Kiwi ha. Ai trên xe cũng có những cái chậu hoa mà ưng ý của mình để mang về nhà nè. Đã thấy không, xe mình dọc đường luôn. Con cô bác nha. Hiện tại Bước Chân Miền Tây đang ở địa phận là khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Trước mặt màn hình của bà con cô bác là mấy cái chậu hoa kiển, hoa Tết. Ở bên kia là có cái con sông cặp bờ kè. Thì Bước Chân Miền Tây thấy ở đây người ta tập kết hoa, người ta đem lên xe tải rất là nhiều. Chắc có lẽ là đem đi bán á. Ở làng hoa người ta sẽ tập kết ra đây để người ta đi bán á. Bà con cô bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể ấn nút like, chia sẻ hay bình luận gì đó để ủng hộ cho Bước Chân Miền Tây nha. Ồ, đây có để ở đây có để mấy cái tên, cái bảng này là gì chú? Tiểu My này nè, làm sao? Tên của tiểu thương hay gì? Cái xe của người ta, mấy người lái bông á. Dạ, là một khu vực là của một người đó ha. Của một lái đó ha. Người ta lại ta để tên cho vườn hồng, biết là đem bông lại gì thôi. Dạ, 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 cho nhà vườn người ta đem lại đúng địa chỉ ha chú. Dạ. Như cái đó là phân của mình trồng hoa phải không? Dạ, dạ. Thì là khu vực này là đúng như lời Bước Chân Miền Tây nói nha. Khu tập kết hoa lại đây để giao đi khắp mọi nơi,
bán cho những cái chợ Tết á. Rồi bên kia mình thấy có một cái vườn hoa kiển Tùng Quân, người ta coi hoa quá trời nhộn nhịp luôn kìa. Để mình đợi bởi mình quay chút xíu, chút nữa thì bước chân mình tay sẽ đi lại cái khu vực làng hoa Sa Đéc bên kia. Bên đây mình đổi hướng nha, nguyên thành phố Sa Đéc sẽ rất là vui vào những ngày này á. Cái này người ta giao hoa nữa nè. Ôi có hai trái thơm nữa kìa. Cái này đó là trái thơm đó chị. Hai trái thơm đẹp ha. Này mình đi lấy hoa mình đem đi bán nha anh. Khóm. Có trang mỹ vàng có bông thì có lấy không? Cái này của chị riêng, chị riêng một bên. Rồi đây mấy bà con của bác đang ngồi đang nghỉ mát nè. Đó đang ngồi nghỉ mát nè. Cái này giống sen quá vậy ta. Chưa một cái chỗ xịn nhỏ nhỏ. Cũng là mỗi mỗi lô thì có một cái tên. Đây để là Đạt Bến Tre. Còn biển số xe tải này là 63. 63 đâu anh? Dạ 63 là tỉnh nào? 63 là tỉnh nào em không biết. Đây. Em ở An Giang. An Giang hả? Dạ. Thì 63 thì kế bên An Giang. Kế bên An Giang hả là Tiền Giang. Tiền Giang dạ. Ừ. Trời ơi nhiều khi em không gành biển số xe. Đây là mình đem hoa về Tiền Giang ha. Đúng rồi, Tiền Giang. Dạ. Quá trời hoa luôn rồi. 63 Tiền Giang kế bên An Giang luôn. Nè bó lại nó hết trơn chậu. Này là hoa 10 giờ. Đó, quá trời luôn nè. Lên gì vậy? Này là mình lên đầy một xe là mình đi hả anh? Ừ. Hôm nay giá hoa làm sao rồi, im không? Im hơn so với năm rồi không? Thì không biết nhà vườn nó mai sao nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ mình dịch chỉ, là lên mình chỉ vận chuyển thôi ha. Năm nay dịch bệnh không biết giá làm sao nữa. Có tăng hay xuống nữa. Chắc có lẽ là giá nó hơi chỉnh hơn. Cao hơn ha anh. Cao hơn do năm nay dịch bệnh là nó khó khăn. Dạ dịch bệnh khó khăn người ta mấy nhà vườn người ta ít trồng á. Đúng rồi. Dạ nên giá cũng hiếm. Đây nhà vườn người ta chở ra nữa nè. Mấy cái này là mấy cây trúc. Đi hỏi tên đặng nên chở ha. Đây bởi vì cửa ở đây ai cũng đặt cái lô hết trơn. Rồi cảm ơn chào anh nha. Dạ bước chân miền Tây. Dạ. À góc nhà quê hả, nó ngồi trong góc nắng kìa. Dạ. Ồ vậy là biết có coi ha. Trời ơi, bữa nào không coi. Con quay mấy cái chợ này kia nọ. Dạ dạ. Sáng đến vô chợ Sa Đéc mà thấy nghe nói tiếng quen nè. Dạ thấy tiếng quen nha. Kè nó kè nó tới kìa. Ta hỏi ông gần quê. Sao quá giữ xe thằng lời bộ. Dạ rồi cảm ơn chào anh nha. Chúc sức khỏe luôn, năm mới luôn. Đây tới một cái lô nữa. 70 hả? 70 là Tây Ninh hả? Phải không anh? 70 Tây Ninh. Rồi đây là khu vực của bà con Tây Ninh.
Rồi. Nói chào mấy chú Tây Ninh luôn. Lên này là lên xoài hả chú? Lên là cây xoài phải không? Cây sứ. Dạ, ô con nhìn giống cây xoài con không biết. Dạ, sứ Ngọc Lan. Sứ hả? Tự nhìn cái xoài. Nhìn giống giống. Dạ. Năm nay thấy giá cả cây kiển sao chú? Cũng bình bình ha. Năm nay do dịch bệnh nè. Có thay đổi gì không chú? Thấy mọi năm có thay đổi không chú? Thua năm trước nhiều lắm. Thua ha. Thua là giá thấp luôn hả chú? Giá thì nó thấp. Dạ, vậy là cái lượng mình của người tiêu thụ ít lại. Thơm lắm, thử rồi. Dạ, thơm lắm chứ, rồi con hít một cái coi. Hít đi, hít đi. Thôi đúng là thơm, thì quay nào, góc gì quay không? Thử, ăn ăn luôn đi, ăn luôn bổ. Sao ăn? Ăn nó đi, uống như ăn có được hay chú? Ăn đi. Ăn luôn bỏ đây cho thơm. Dạ, mình lên đủ xe cái mình đi. Bỏ thẳng thôi, dạ. Thơm quá, thơm đúng là sứ à ha. Nói chung nha, dịch này nó cũng hơi ổn. Dạ. Dịch bây giờ thì nó cũng ổn ổn rồi. Cái này mình lấy suốt luôn không chú, hay là vài bữa mình ngưng mình lấy tới Tết luôn không? Tới Tết luôn à. Dạ, mình ghé đây mình lấy hàng lên tới Tết luôn ha. Cái này mình trong nhà vườn mình đem ra bán. Nhà vườn ra. Dạ, dạ chú là nhà vườn của Sa Đéc mình. Dạ. Nói là biết rồi, còn mấy anh mà tài xế là hỏi giá không biết đâu, anh chị vận chuyển rồi. Có nhà vườn mình mới biết. Là chú chuyên về trồng về sứ ha. Rồi dạ, rồi con cảm ơn chào chú nha. Đúng cái dạ. Sứ này mà nhìn con quen là tưởng gì. Dạ. Rồi chào chú. Đây nữa nè. Anh này cũng nhà vườn nữa, ra nữa nè. Cái này cái gì đây anh trai? Này tường vi. Tường vi cánh mỏng phải không? Tường vi cánh mỏng. Cái này cái cây không, còn cái người ta bán là người ta bán mình cái hoa. Đúng không? Dạ đi công trình. À, đi không có hoa, mùa này không có hoa đâu. Là theo mấy cái công trình ha. Ừ. Mùa nó là qua tháng 3 tháng 4 mới có hoa. Để em thấy người ta bán là bán hoa đó, hoa tường vi đó. Ừ. Mắc lắm à. Hoa mắc lắm đúng không anh? Mấy cái này tường vi này thấy nó cái dạng như bằng lăng thái rồi đó. À tường vi này theo cái cây kiển ha, chứ không phải theo hoa ha. Ừ, cây kiển. Dạ dạ. Cây sâm lên. Rồi khu vực tập kết mà ta thấy là tràn ngập luôn. Thôi mình đi tiếp thôi. Ôi ở đây có hai giờ có chị gái chở hoa nữa nè. Ôi cái này là mình giao hoa hả chị? Rồi ôi ôi giỏi quá à. Thường thường đàn ông chở, bên đây phụ nữ. Là mình giao ở trong vườn của mình ra hả chị? Rồi ôi nè, thấy giờ bà con quá giỏi luôn nè. Con gái miền Tây đó. Đây nè, chào con gái miền Tây luôn nè. Này hoa gì đây? Dạ, cô gái hoa cắt tường. Hoa cắt tường đó, giao cho chị xinh đẹp kìa. Đây gian hàng kiển Subo. Hello chị. Hello. Dạ là mình lấy hoa xuống mình bán hay chị? Đẹp có đẹp không? Cát tường. Cát tường hả? Ờ, mấy năm trước tôi đi tôi không biết, tôi nói cát tường này là hoa hồng không á, nhìn giống lắm. Vậy chị kêu em lấy cái đó cho chị mà. Đẹp lắm này nè. Lấy cái đó người ta đặt trước rồi. Còn sao cũng em nói luôn này, đó là gì? Hàng Quốc em nói là còn hàng. Ủa tầm bậy hàng Quốc nữa. Rồi chào mấy cô gái miền Tây luôn nha. Chào chị gái luôn nha. Quá giỏi rồi luôn. Chạy chiếc xe hoa. Xe tải bự này là Sài Gòn. Còn mấy chiếc này là của Đồng Tháp. Trời ơi ngồi nghỉ mệt ha. Cái này là người ta lên phân hay gì ta?
cái sịn hay gì đó. Cái này là người ta lên phân cho cây, cho mấy cây kiển. Ờ giờ này khẽ gu nằm thoải mái ha, nghỉ ha. Rồi, cuộc sống nhộn nhịp, mùi sưng. Ôi cái này là mình lên gì chú? Mình này lên kiển nữa hả? Dạ, đây xe rồi, chuẩn bị đi rồi. 71C. Bến xe. Nãy giờ không có thấy hoa ha. Thấy kiển nhiều không à? Chị nhà vườn ở đây hay chị đi đi lấy là lái trên đó. À, chị nhà vườn này xa đét luôn ha. Không gà mà số lượng của mình so với mấy năm trước sao chị? Chung là năm nay chắc giảm nhiều hơn năm trước. Giảm ha, do dịch bệnh ha. Do dịch bệnh rồi hàng đi cũng chậm, rồi đi cái hàng khách du lịch cũng đi cũng chậm. Ờ, khách du lịch. Khách du lịch, khách đi ít, giảm nhiều so với mấy năm trước luôn. Dạ. Lúc trước giờ lại vô làng hoa là thật nghẹt luôn á. Đúng rồi, bình thường là em qua bên kia là đông dữ lắm luôn á, bữa nay là không có. Hôm nay giảm. Ta sợ dịch. Rồi mình buôn bán cái chính của mình là buôn bán hoa. Ừ, buôn bán hoa tất cả các mặt hàng cũng nhiều lắm. Dạ. Chung là chị giao đồ cho khách xem. Dạ, tình hình nếu mà tình hình đây từ đây cho tới Tết mà so với năm ngoái thì mình thấy sao chị? Ổn không? Im không? Ổn với cái mùa hoa năm nay không? Ờ, chắc cũng tương đối vậy. Chắc không bằng năm rồi đâu. Dạ. Cũng sống được qua dịch ha. Rồi cảm ơn chúc chị mua mai bán đắt nha, năm mới phát tài luôn. Dạ. Đây là có mấy cái ghe. Mấy cái ghe này mình chở phân hả chị? Phải không? Phân này là mình ở đâu mình chở lên? Ở Lai Dung. Ở Lai Dung qua. Dạ. Cái này mình là từ gom mục ha. Ồ, đây là cảnh xuồng ghe ra nha bà con. Ôi nó lên bụi nữa kìa. Khói luôn. Lên khói luôn á. Đây những ghe gom. Chứ là một những cái cảnh ghe xuồng ở khu vực này thì sẽ gửi đến cho bà con những hình ảnh phải nói là mới lạ, tại thường thường thì bà con người ta quay cảnh bên làng hoa Sa Đéc thôi, ít có ai qua bên cái chỗ tập kết hoa này lắm. Thì trong clip trước thì bức tranh miền Tây cũng có view ở bên làng hoa rồi, ở đây trong clip này thì bức tranh miền Tây sẽ view cái cảnh mới một tí cho bà con xem thêm về không khí Tết ở làng hoa Sa Đéc. Đây nhà vườn chở ra nữa nè. Chúng ta bắt được cái nhịp sống nhộn nhịp của những ngày cận Tết 2022 của bà con làng hoa Sa Đéc. Và sau đó bước chân bàn tay sẽ đi qua bên khu vực chính là làng hoa Sa Đéc bên kia để tiếp tục quay cho bà con xem. Tại đây cũng có sông với mấy cái ghe thì bước chân bàn tay rất là thích sông với ghe lắm. Vậy đây là mình nằm mình chờ ai là mua phân gom cái mình bán ha. Ờ, ở đây là mình lên sẵn gom nè phải không? Sao chị? À đang đo đang hả? Ờ em. Ờ chị cũng bán phần gom luôn ha. Bán phần gom. Mấy cái ghe mà nó đang đông. Dạ. Mỗi lô đều có một cái tên. Tới đoạn đường này rồi cũng sắp hết cuối đường rồi bà con. Bây giờ bước chân mình đây sẽ đi qua bên cổng chính của làng hoa Sa Đéc nha. Đây đa phần là bà con người ta lên phân thôi, phân gươm. 49C, xe tải 49C. Đây là xe này của nhà vườn lên nữa nè. Hoa giấy. Rồi, bây giờ cùng bước chân mình đây chúng ta đi qua bên khu làng hoa Sa Đéc. Đây là khu hoa kiển Phương Trang. Này mình chuẩn bị mình đưa đi Sài Gòn hả chị? Đưa gửi đi Sài Gòn. Hoa này là hoa gì ta? Đây là khu vườn kiển của chủ vườn tên Phương Trang. Hoa này quá nhiều hoa luôn. Từ đoạn đường này thì mình đi qua bên làng hoa còn có khoảng mấy trăm mét nữa nha bà con.
ở đây giờ người ta vận chuyển hoa bằng mấy cái chiếc xe này nè. Chiếc xe ba gác này là cũng để chở chở nước đá mà con, xe ba gác cải tiến. Ồ, này là ớt kiển hả? Này là mình lấy mua đi bán lại ha anh. Lấy với giá là một cặp là bao nhiêu? Vậy hả? Một cặp ớt kiển là giá bao nhiêu chị chủ? Hả? Này mình lấy có giá là bao nhiêu một cặp? Tùy hả? Mình bán cho sĩ là nhiêu? Còn bán khách là nhiêu? Thấy quay phim thì không có công khai giá hả? Này là ớt kiển nha. Đẹp chứ. Vài bữa nó đỏ không hay là nó xanh vậy luôn? À, chín sẽ đỏ ha, còn giờ là còn sống. Mua cây này là ăn ở mãn. Ăn mãn cái Tết luôn phải không? Không có mua một cặp về ăn qua Tết luôn rồi. Con mình đeo đi vô mình trồng nữa. Tưới nước hoài ra trái. Tưới nước hoài là ăn trái hoài luôn. Thôi mình qua bên làng qua. À, đó hoa gì chị? Cát tường. Đây tới Tết nở là vừa ha. Hôm nay khách ta đi đông chưa chị? Qua bên làng qua mình nè. Em thấy sao đều hiu quá à? Dạ, mỗi năm y sell luôn á. Tại anh muốn bán cho chị đó chứ, hàng giặt là tôi bởi tôi bán cho khách 30 ngàn không đó. Khách dù là tới giờ tôi chút bà con nè, tôi bán 30 ngàn, ta đi ta chặn chút chở ra đó. Chị này lựa hoa. Mấy nay tình hình buôn bán mình sao rồi à, anh? So với năm ngoái á? Cũng bình thường hả? Ủa bình thường vậy là im rồi đó. Mâm xôi 40 ngàn một chậu. Một cặp thì 80. Bây giờ bữa nở đẹp. Ồ, ghi giá là luôn ha. Ghi giá lại rồi cho người thân đi mua hả? Mua về đừng coi tình hình năm nay sao. Chị mua đi bán lại hả? Chị ở đâu? Ở Vĩnh Long qua ha. Chị bán ở chợ hay sao? Hay bán chợ hoa Tết? Bán ở chợ Vĩnh Long ha. Chợ bến còn dịch không chị? Sao hôm qua em chạy qua thấy nó đều hiu quá à. Chợ Vĩnh Long á, chợ thành phố Vĩnh Long á. Ở đâu cũng vậy mà. Vĩnh Long là đang dịch nhiều lắm. Đang dịch bùng hả chị? Dạ dạ. Đây cái chậu cúc mâm xôi này nở lên quá trời đẹp luôn nè. Đây còn đây là khách du lịch nè bà con. Đó cũng có rai rai thôi chứ còn mỗi năm thì khách du lịch đông dữ lắm luôn, đông nghịch nghịch người luôn á. Hôm trước là mình đi hình như là cũng gần 10 ngày ha anh Gốc. 10 ngày hôm trước là mình đi làm hoa Sa Đéc clip trước á, khoảng 10 ngày rồi. Ôi. Mua hoa giấy hả chị? Mình
Mình ở đâu đi du lịch? Mình ở đâu? Ở Sài Gòn ha. Năm nay đi thấy đông vui không? Vui hả? Thấy có mấy người à? Rồi cái này là chị mua rồi đem về nhà luôn nè, Sài Gòn. Trăm ngàn chậu hả chú? Trăm ngàn cũng rẻ. Bình thường là trăm mấy hả chú? Do dịch bệnh mình xuống giá hay sao? Cái đấy mình bán cho nó giá vườn mà nó mềm mềm dễ bán. Dạ, bán giá vườn ha. Dạ, giá gốc. Mấy này bán được không hay chú? Dạ, thấy khu du lịch mình đi năm nay yếu quá. Dạ. Lượng hoa mình cung cấp về mấy cái Sài Gòn, Đồng Nai, Cánh Ngoãi rồi đó nhiều hơn mỗi năm không chú? Dạ, có đi nhưng mà ít lại so với năm ngoái. Dạ, cảm ơn chú. Hiện tại bây giờ là 11 giờ 10 phút nha bà con. Không khí là hoa rất là tấp nập luôn nè. Người tới chơi rồi, người bán đông cũng hơi bệnh. Giờ cao điểm của các khách du lịch cũng như khách đi mua hoa. Ai trên xe cũng có những cái chậu hoa mà ưng ý của mình để mang về nhà nè. Thấy ông xe một dọc đường luôn rồi, muốn kẹt xe ở đoạn này nha. Quá xe rồi. Mỗi lúc thì mỗi càng nhiều hơn nữa. Bây giờ bước chân mình tay sẽ đi dài tuốt ngoài đầu ngoài bên kia luôn nha bà con. Hiện tại xe điện phục vụ cho du khách tham quan làng hoa Sa Đéc đã hoạt động rồi. Hồi clip trước thì bước chân mình tay wheel thì vẫn chưa có hoạt động, hôm nay đã hoạt động. Chúng ta cũng thấy rồi. Dưới cơn nóng của miền Tây hiện tại bây giờ thì không thể nào cản được cái sự nôn nóng hòa mình vào khung sắc xuân của các bạn trẻ. Nắng thì nắng, cũng gần 12 giờ trưa rồi. Các bạn trẻ đi tham quan du lịch cũng rất là đông, càng ngày càng tấp nập nha. Ui, hai con nai kiển. Đây cảnh bà con đang hối hả chuẩn bị đưa những cái chậu hoa lên xe tải nè. Tất bật. Bây giờ cũng gần 12 giờ trưa nha bà con. Khách du lịch là đặc biệt là các bạn trẻ tập trung rất là đông ở khu vực đài ngắm hoa. Khu vực đó hiện tại là đang kẹt xe. Còn khu vực phía dưới này là bà con đang mua hoa nè. Cũng diễn ra rất là sôi động. Rất là nhiều đoàn xe điện đã đưa rước khách liên tục ở đoạn đường này. Chúng ta thấy nè. Một cái không khí Tết là đã tràn về rồi bà con ơi. Quốc gia miền Tây cũng hòa mình, cũng đi bộ dưới nắng luôn, không có đội nón luôn nè.
quá nắng rồi. Đây mình đi lọ đằng kia. Ở đây có mấy chậu hoa vườn quá đẹp luôn. Ôi, quá đẹp luôn rồi. Bao nhiêu một chậu? Bao nhiêu một chậu hả cô? Hướng Dương bữa nay bao nhiêu một chậu hả cô? 80 ngàn một chậu. Một cặp là 160. Rồi vài bữa nữa đây hoa sẽ nở rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Chắc có lẽ là vài hôm nữa hoa Hướng Dương sẽ rất là nhiều á. Đây nè, nó thấy nè. Hiện tại là bà con nhà vườn chưa có lên nhiều đâu. Vẫn còn khá cái thời gian Tết nên chậm rãi lắm. Khoảng chừng 20 cả chừng đưa ông Táo cho lên á, cả đưa ông Táo lên thì sẽ đưa lên rất là nhiều hoa luôn. Đầy đường luôn bà con. Xanh, vàng, tím, đỏ, ôi đủ thứ sắc màu mùa xuân. Ôi, trời ơi, tướng đứng đẹp trai quá. Hello anh trai. Mua hoa về Sài Gòn hả anh trai? Phải không? Quá trời nhiều hoa luôn rồi. Anh Gốc anh mua cái gì vậy? Ôi chào cô, anh Gốc anh mua cái gì? Bánh hả? Mời thăm cô hả? Mỗi năm cô có bán ở đây không? Bán hàng ngày, năm nào cũng bán. Dạ, này. Dạ, năm nay mình thấy tình hình sao rồi cô? Khách du lịch thì ít ha. Rồi cô, cái lượng bán của mình so với năm ngoái á, chỉ có một phần thôi. Bằng một phần mấy? Một phần nữa, không được một phần nữa. Bằng một phần à. Sáng giờ cô bán được không? Mùa này về là mình chiên ăn á. Một bịch gì đó bao nhiêu cô? Nó nửa ký 30. Nửa ký 30 ngàn. Muốn hỏi cho cô đi. Một bịch bánh phòng, cái đó gọi là bánh phòng phải không cô? Về nhậu lấy con bịch này đi. Chiên lên là bự lên á. Chiên là phồng lên ha. Rồi mua mấy con gắn về bầm suốt suốt vô. Hay. Chị Kiên Tốt. Đây có một tốp khách du lịch nữa nè. Ôi con gì vậy ta? Ôi con gì, con này con gì, con gì? Con gì? Con gì, hello, con thỏ phải không? Con chào chú đi, con gì? Con gì vậy? Gia đình mấy đâu, ở đâu anh? À? Gia đình Sài Gòn. Sài Gòn ha. Sài Gòn. Rồi phía trước mình thấy cũng rất là đông vui rồi kìa bà con. Để tí về phía trước nha, phía trước đông nghịch nghịch luôn á. Rồi bữa nay là mình thấy người ta lên hoa nhiều á, có sắc sưng rồi, xanh vàng đỏ. Mấy hôm trước thì mấy bữa trước mình clip trước mình quay thì kiển không à? Kiển mà không có không. Bữa nay là hoa nhiều. Xanh vàng đỏ của cúc mâm soi rồi hoa giấy. Một có cái. Có chèo cái hồ lô, cái bình hồ lô. Ôi, đưa hai ngón tay lên, hello. con trai ở đâu du lịch con trai? Hả, à, biết nói không? Quận 12 hả? Xì phố ha. Ôi ôi. Con trai xì phố. Ông ngoại chụp cho tấm đi ông ngoại ơi. Dạ dạ. Ờ chú kéo cái xe hoa đi nè. Ờ đông vui vậy. Đi đầu ngoài kia ít hơn. Hello. À, đa phần là khách ở Sài Gòn. Nãy giờ mình thấy là khách ở Sài Gòn nhiều, còn khách ở miền Tây thì chưa có. Đây là cái gì chú? Chiên. Hoa chiên. Hoa chiên kiển nha.
Dạ. Ở dưới giường mình đem lên ha. Trang kiển. Rồi. Mấy cái xe của mấy chú chở hoa đang dường như là đang hối hả đó, chạy rất là nhanh luôn cái đoạn này. Đây có hai cô đang bịt giấy lại. Hoa hồng hả mấy chị? Phải hoa hồng không? Hoa hồng mà chưa có hoa. Bông lại à? Vài hôm Tết sẽ có. Ôi nhìn mấy xe hoa chở liên tục luôn mà con. Ở tốt đằng trước đông đông và bước chân mình tay sẽ loại bộ lần đó. Trong giữ là chậu nhỏ. Cái này là cái gì ha anh trai? Hay như mấy thằng gọn gọn thì đó là cái gì? Mai xanh. 200.000 một chậu. 200.000 một cây. Cây mai xanh. Ôi lạ nhỉ. Mai xanh. Ôi, khu vực ở đây lên hoa nhiều rồi nè. Hôm trước thì mình thấy chưa có lắng xuống cái mấy lộ, bữa nay là lắng xuống mấy lộ nè. Thêm nhiều chậu mai, chậu hoa, hoa kiển. Hồi trong đó cũng có tất bật bà con nữa kìa. Ở đây bà con đi mua hoa. Rồi mua về bán hả chị? Rồi châu chở một mình chị chở nhiêu luôn hả? Dở quá ta. Chở về tới đâu chị? Chợ mới hả? Giờ rồi chị đi mấy cuốc? Một chuyến một hả? Này mình bán cũng ở chợ ha. Chưa mình lấy về một số ít ha. Tới Tết thì đi xe tải ha. Ôi nắng quá, đi qua uống đậu nành đây. Hello, có đậu nành không cô? Có. Một ly bao nhiêu? Ly 10 ngàn. Ôi, hello hai em gái xinh đẹp. Rồi sao, một ly đậu nành hay gì? Và bán cho em một ly đậu nành đi. Rồi. Nóng không? Có, nành. Có đá không? Có đá. Rồi cho một ly có đá đi, trời quá trời nắng rồi, 12 giờ trưa rồi. Hai em gái đâu đi du lịch hai em gái? Ở đâu? Bên Thanh Bình ha, ở gì gần ở đây rồi. Rồi vậy làm cho em hai ly đi chị, hai ly luôn. Hai ly đậu nành, ly đậu nành, ly đậu xanh. Ơi anh Góc uống gì? Đậu nành hay đậu xanh? Đậu nành đá ha. Đậu nành hay đậu xanh? Rồi hai ly đậu nành đá đi. Đâu ngồi gì ở đây uống luôn à. Quá nắng rồi. Đúng rồi, mình du lịch mọi lúc mà bụi đời đi, bụi đời luôn rồi. Trời ơi em còn bụi đời hơn nữa đó. Có gì đâu, uống đậu nành xong cái mình kết thúc clip ở đây luôn. Ở đây tại vì sống bụi đời quen rồi chú ơi. Dạ. Mình đi du lịch bụi mà. Đi du lịch là mình đi bụi đời nó vui hơn, làm gì trong bớt tiệm luôn á. Tại vì mình vui không, vui không em gái ngồi ngoài đây vui không? Anh thấy không biết vui không mà thấy hai đứa nhăn hay đó, nắng rồi đó. Chờ chứ ở đây đứng nè, đứng mát nè. Mình còn đứng không mát rồi. Đúng rồi, ở đây đứng nè cho mát nè. Thấy vậy dân con gái người ta mà nắng sao chịu nổi. Giờ mất công dưỡng nữa nữa. Ghẹo ghẹo em gái hoài. Còn bao nhiêu tiền chị em gửi? 20 ngàn. Chưa chị mới đẩy qua đây hả? Năm nào cũng bán hả chị? Năm nào cũng bán. Năm nay mình thấy tới thời điểm này là lượng khách thấy sao rồi chị so với năm ngoái? Ít hơn nha, do cái có con Covid ha. Không chưa em thấy đi vô chỗ dịch này là ít hơn rồi đó. Dạ, chỗ đàn ngắm hoa người ta đi du lịch đông lắm á. Đúng rồi, hai em gái đi vô đàn ngắm hoa chưa? Vô đó hoa đẹp lắm á. Rồi, gửi tiền cho chị luôn. Về khóc gì không khóc gì khóc gì nói ra khóc gì
Thôi nè, uống trước đi ông ơi, khóc rồi ông ơi. Công anh đi lấy xe nãy giờ, nè uống trước đi ông ơi. Rồi, rồi đây kết thúc clip thứ hai của Bức Tranh Miền Tây, review về quang cảnh cũng như đời sống của bà con ở làng hoa Sa Đéc trong cái không khí Tết năm 2022 cũng cận kề rồi, với tình hình dịch bệnh cũng diễn biến khá là phức tạp nha. Cũng mong làng hoa sẽ sớm hơn. Tạm biệt bà con, tạm biệt cô quán nước luôn, chia tay và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo nha. Bye bye. Nhảy xuống xe luôn, chào, nhảy xuống xe luôn, nhảy xuống xe. Rồi bye bye hết. bye bye làng hoa Sa Đéc, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nữa nha.